nó điện nữa nào mà mình đã bắt hết đấy. Những ăn cơm mới là không khách đến mua hàng xóm sang nó. Ta cho cắn thôi. Nhát quá. Chẳng bao giờ nó nhìn người lạ nó nhát. Người nhiều con thì nó chẳng sợ đâu nhỉ. Cái giống này nó hiền hay nhỏ kia. Thì bây giờ những con ở nhà nó bế xuống này nhưng mà nó rất là chuồng nó phát triển. Cho nó ăn hạt thế rồi. Ăn cơm nó ăn, cơm thì thịt gà đó, ăn là thịt nạc nhai là nó ăn không có ngon. Ăn khôn đấy. Thế này mà chín con thì nuôi của chị. Chín con này lúc đẻ ra đi ăn cơm thì nó bắt hết nhỉ. Cho người ta bắt mình chẳng biết nhà được nhiều cái áo nào thì mấy cái ông được chẳng biết được chẳng biết được cái đó. Tôi không xem. Mấy ông khách cũng mến bộ này được nuôi. Đi nhà nó. Cái này đâm thẳng ở kia là hàn lô 27 đấy nhỉ? Đi ra đây đã trái là đâu rồi. Còn đi thẳng phía kia là ra phố Cấm à? Là Lê Lợi. Đi xuyên qua mương là ra ngay ra phố Cấm.